Để chủ động ứng phó với cơn bão số 7, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương thực hiện phòng chống bão. Yêu cầu cần có phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, công trình đang thi công, cầu tàu bến cảng, an toàn về nông nghiệp, kiểm đếm và thông báo cho tàu thuyền trên biển về nơi tránh trú an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần phối hợp trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có phương án đối phó.